Đây, hai chân này, một chân này. Mình dùng, mình không thể dùng đến tay nhé. Rất lịch sự. Dùng cái đầu cái giò này. Mình lấy cao này, bằng một hạt phở ten này. Bôi. Đấy, bôi từ gót chân. Từ gót chân xong rồi mình lấy cái đầu cái giò mình tán ra. Tán ra. Tán ra. Đấy, tán đều. Cạnh trong của lòng bàn chân. Buồn. Đấy. Một hạt thì nó hết rồi, bây giờ lấy thêm. Lấy thêm, đấy, lấy thêm. Đây này. Chúng mình chỉ cần bôi cái cạnh này thôi. Cái độ rộng thì nó có độ khoảng gấp rưỡi của cái chiều dài của cái giò này. Tán đều ra đây. Không cần dùng tay. Mình thấy giống bôi mỡ bò lên cái xích bíp xe đạp. Xong một bên. Tiếp theo là cái này. Tán đều ra. Tức là gì? Mình thấy diễn chẳng là gì? Nó rất là đẹp. Không cần dùng đến tay, không cần lấy tay rắc mét ra bôi bôi đâu. Không sạch, không đẹp, lấy đúng cái giò. À, rất bình thường, rất nhẹ nhàng. À, tán đều ra. Nhớ rửa sạch chân làm sau đó là mình cào xong thì cứ thế đi ngủ thôi. Mỗi ngày chỉ mất khoảng 10 phút làm xong sau đó là gì, lên giường đi ngủ luôn, tắm chân để đi ngủ, đỡ phải đun nước, đỡ phải ngâm chân. Đấy, sau khi bôi xong rồi mình sẽ cào, mình sẽ chia đoạn ra để cào nó dễ thôi. Từ đây đến đây, từ đây đến đây, từ đây đến đây, ba đoạn để dễ cào. Không đoạn trong thì từ đây đến đây, từ đây đến đây, từ đây đến đây, hai đường và ba đoạn cào này. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng như vậy sẽ hàng rất nhẹ nhàng, nhẹ đều thế thôi. Cứ đường nào dứt khoát ra được đấy, độ khoảng 50 đường. Còn nếu mình thuận tay là gì, thuận tay thì như gì thì đánh giày này. Đấy, nhìn đánh giày thì làm hết như vậy. Này thôi mấy thằng đánh giày thế nào. Đúng rồi. Rồi. Khoảng 50 tiếng đếm hoặc 50 lượt cào. Xong rồi. Lên trên này, di chuyển lên trên này. Nhanh, nhẹ, đều. Rồi. Xong. Đều đây. Rồi. 50 tiếng đếm, 50 cái. Sau đó tiếp đến đây. Tiếp đến đây. Rồi. Xong rồi, cào sang bên này. Cũng trị đau gót chân luôn được. Đúng rồi. Vâng. Cái này á, vùng này theo diện trần nó còn phản chiếu cuộc sống. Vâng. Cuộc sống ai đau lưng, bảo mạnh tốt. Thận đúng rồi. Đúng rồi, đây cũng gọi là thận, thận ấm thận. Chân ấm tức là thận ấm. Thận ấm tức là gì? Xương cốt khỏe. Rồi, cảm ơn. Buồn à? Buồn. Chưa sau rồi, làm cái này tốt tay thì nhanh ra này. Rồi. Nhanh nhẹ đều. Xong đây, cả nó sang đây. Cào lên đây. Xong, bên này. Thì bình thường mình có ngâm chân nó chỉ ấm lúc đấy thôi. Còn cái bài này gì nó sẽ đẩy hết cái hàn ra ngoài. Và mình cào như này chỉ trong vòng một tuần là thôi ổn rồi. Nó sẽ thay đổi từng ngày. Trong một tuần là chân nó cứ thế là ấm mãi. Rất rồi. Đấy, bây giờ muốn chân nó ấm và muốn đi ngủ ngay thì em cho tay này. Cho tay vào đây xong xoa. Xoa như này. Độ khoảng 50 đến 100 cái. Nào, rồi làm bước. À, đúng không? Mềm tay ra, để lên để xuống liên tục. Để lên để xuống liên tục. Nữa, nhanh nữa. Chỉ cần sát rồi ạ. Không cần phải chặt quá đâu. Cả lên cả xuống. Nhanh nữa, mềm tay ra nữa, nhanh nữa. Đấy. Cứ như này. Kiểu gì nó cũng ấm. Đúng không? Bước cào kia là đẩy từ hết bên trong hàn lên ra ngoài. Còn đánh như này là gì, nó tạo ra sự ma sát và gì, cao nó sẽ đều ra toàn bộ và nó ấm toàn bộ chân. Vì vậy mình chỉ cào mỗi mặt trong thôi, chỉ cần thế thôi là đủ. Tiếp theo động tác này là gì, sẽ làm ấm đều bàn chân. Sau độ khoảng 50 cái đến 100 cái hoặc 100 tiếng ếm, đi ngủ như bình thường. Lúc này chân đã ấm rồi.
Có những người chân lạnh sáng mới ra sửa chân vẫn cứ lạnh. Ở trên mạng có cái bài là có một cô mà lấy hai chân cho mông chồng. À. Nhất là về mùa đông dã man. Thôi anh Hải đừng sợ lấy vợ. Còn nếu mà đi đâu thì bôi đánh cái này xong rồi tót vào xong rồi đi đâu mà. Thế còn nóng chân thì nóng chân ạ, thì lăn lên còn lăn đầu. Rồi cảm ơn em. Hello, xin chào cả nhà nhé. Hẹn gặp lại ở lớp học diễn trần.